Ba con giáp khổ trước sướng sau, 2 tháng đầu năm 2021, tiền vàng ngập két. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, bước qua một năm mới, ai ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất về tiền bạc cũng như hạnh phúc gia đình. Ngay từ những tháng sau Tết, điềm báo tử vi đã đem đến những điều vô cùng tốt đẹp đối với ba con giáp này. 2 tháng sau Tết Nguyên đán là khoảng thời gian mà các con giáp được hưởng lộc trời ban, gặp nhiều may mắn, thuận lợi từ công việc đến tiền bạc, thần tài xuất lộc về nhà, cuộc sống từ nay về sau sẽ chẳng cần lo nghĩ. Ba con giáp nào mà được thần tài ưu ái như vậy? Trong 2 tháng đầu năm Tân Sửu, thần tài sẽ mang lại may mắn nào đến cho những con giáp này? Để có thể nắm rõ hơn, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và liệu rằng quý vị có thuộc một trong ba con giáp này hay không, để không bỏ lỡ cơ hội may mắn đầu năm này. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đăng lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Một tuổi Ngọ. Con giáp đầu tiên là tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ nhận lộc sau Tết Nguyên đán 2021, tiền nhiều không kể xiết. Người tuổi Ngọ mang tử vi tinh, cộng thêm bên mình luôn có quý nhân phù trợ, tài lộc cực tốt, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Những người tuổi Ngọ thường có tính cách vui vẻ, lạc quan yêu đời, nên dù gặp những vướng mắc, trở ngại nhỏ trên đường đời thì hoàn toàn không để tâm mà họ vẫn giữ thái độ tích cực. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Cuộc đời người tuổi Ngọ thường gặp quý nhân chỉ đường dẫn lối, nên khiến vận thế sự nghiệp của bản mệnh khá tốt, dễ dàng được thành công. Họ có lòng đam mê với công việc và có tham vọng khá lớn. Trong công việc, đứng trước những khó khăn, thử thách, tuổi Ngọ không bao giờ sợ hãi, lùi bước. Ngược lại, càng khó khăn họ càng quyết tâm chinh phục mục tiêu nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà những người tuổi này có mối quan hệ xã hội rộng rãi, được nhiều người yêu quý. Bởi vậy, trong những lúc gặp gian nan, khó khăn, tuổi Ngọ nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Xem 2 tháng đầu năm của tuổi Ngọ cho thấy điểm sáng trong vận trình chủ yếu nằm trong phương diện tài lộc, khi có chính tài được mệnh, chủ về nguồn thu nhập chính tăng lên. Tuy chưa đến mức đột phá nhưng cũng đủ để giúp tinh thần vững vàng trước những khó khăn, dồn dập. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương, người kinh doanh buôn bán cũng đạt được mức doanh thu mong đợi. Ngoài ra còn có tử vi đại cát tinh soi chiếu, mang tới vận quý nhân vượng, được người quyền thế giúp sức, như thể thấy cầu vồng sau cơn mưa. Miễn là bản mệnh nỗ lực và kiên trì tới cùng thì mưu sự cũng hoàn thành được 7 đến 8 phần. Tài vận trong thời điểm này dưới sự hỗ trợ của các thần chính tài cũng như đại cát tinh tử vi, con đường làm giàu của bản mệnh tuy có vất vả căng thẳng nhưng đổi lại sẽ được đền đáp tương xứng. Tuổi Ngọ làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, ít hoạch tài bất ngờ, không hưởng nhiều may mắn. Nhưng biết tận dụng một cách triệt để thì chẳng mấy chốc giàu lên trông thấy. Bạn tự làm, tự ăn, không trông chờ vào vận may mắn. Trong năm 2021, ngay từ tháng đầu năm, nguồn thu nhập chính có xu hướng tăng, các nguồn thu phụ có tăng thêm nhưng không nhiều. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương bất chấp những tác động ngoài khách quan của thị trường. Người kinh doanh buôn bán, nhất là liên quan đến các lĩnh vực thiết yếu, thu về không ít lợi nhuận. Một số hạng mục liên quan đến bất động sản, chứng khoán cũng thu lời không ít, quan trọng bản mệnh phải nắm bắt đúng thời điểm. Để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội khi bước sang năm mới thì tuổi Ngọ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang đến cho mọi người giải quyết mọi vấn đề công việc, vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời,
chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho tuổi Ngọ trong thời gian sắp tới. 2. Tuổi Dần. Tuổi Dần là con giáp cầm tinh con hổ, trong cuộc đời được hư không tặng Bồ Tát đồ mệnh. Đặc biệt, mệnh chủ có phước tinh, có người che chở nên gặp sự hóa lành. Họ có tài năng hơn người, lại dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, vì thế mà có thể sẽ làm nên đại sự. Người tuổi Dần rất coi trọng nghĩa khí, họ chịu nghĩa, hành xử vô cùng khoáng đáng. Tuy nhiên, không phải họ dễ dàng thành công ngay, cuộc đời cũng phải trải qua gian truân mới mong ngày đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Thế nhưng, thời điểm 2 tháng đầu năm Tân Sửu, bản mệnh sẽ được hưởng phúc từ chính sự cố gắng của mình. Người tuổi Dần có quý nhân trợ giúp, vì thế trong cuộc sống, khi họ gặp khó khăn thì chẳng cần mở lời, họ sẽ được mọi người xung quanh và bạn bè giúp đỡ nên nhanh chóng vượt qua được khó khăn và tiến tới thành công. Về phương diện sự nghiệp, có chính tài chứng mệnh nên các thương vụ hợp tác sẽ thành công, tuổi Dần dễ dàng ghi điểm trong mắt của cấp trên. Bản mệnh sẽ chịu khá nhiều áp lực công việc, cũng không có tín hiệu thăng chức rõ ràng. Mặc dù vậy cũng có thể nói bản mệnh phát triển sự nghiệp tại thời điểm này là không hề tồi. Chỉ là tuổi Dần yêu cầu rất cao, không thỏa mãn với hiện trạng nên mới lao tâm, khổ tứ như vậy. Đồng thời năm mới sao thiên ất tỏa mệnh nên những người chủ gây dựng sự nghiệp có thể mở rộng quy mô làm ăn, chú ý phòng khi tuyển dụng, khi cần phải cảnh giác, chọn cho đúng người, tài đức, nếu không sẽ hại đến chính mình. Ngoài ra trong đường công danh của tuổi Dần thì tử vi 2 tháng sau Tết còn nói rằng địa chi Dần Mộc tương sinh với thái tuế Sửu Thổ sinh ra sao? Chính thần là Cát Tinh, sau này giúp thúc đẩy việc hợp tác mang lại nhiều lợi ích trong tài vận của người tuổi Dần. Bản mệnh nhờ cát khí từ sao chính quan cũng có ít nhiều tăng tiến trong sự nghiệp, được lãnh đạo chú ý cân nhắc. Tuy nhiên vẫn xem xét lại bản thân mình, chú ý tuân thủ quy tắc và biểu hiện thật tốt. Như thế ắt gặp được cát hơn là hung, không vướng phải rắc rối lớn. Tuy nhiên bản mệnh sẽ cảm thấy tinh thần có phần khó chịu, bức bối do sao cô thần ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc thường xuyên, cảm thấy áp bức, nặng nề. Về mặt tài vận, bản mệnh gặp được sao chính tài, vì thế mà tiền tài đi về cũng khá dồi dào, nhưng mà phải biết tuân thủ pháp luật. Hơn nữa, bản mệnh phải biết chịu khó và chịu khổ, doanh thu năm nay có thể sẽ giảm bởi vì tuổi Dần tính cách thích mạo hiểm, phiêu lưu, muốn trong một đêm mà phát ngay, mặc dù họ có tính quyết đoán rất cao, cũng khó có kế hoạch tốt, nhưng khó tránh khỏi mắc phải sai lầm. Vì thế, cần phải tiết chế tham vọng của mình, đừng đầu tư quá mức cũng để lại đường lui cho mình. Để mọi việc được phát triển một cách hành thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ghen ghét luôn rình rập xung quanh. Vòng còn giúp hóa giải những thị phi mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. 3. Tuổi Dậu. Tuổi Dậu là con giáp cầm tinh con gà, là con giáp đứng thứ 10 trong địa chi cuộc đời, được Phật Bất Động Minh, Vương Bồ Tát. Trong cuộc sống, tuổi Dậu là con giáp có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu thường được nhiều người ngưỡng mộ và kính nể. Người tuổi Dậu khi làm việc rất chăm chỉ và chu toàn, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò và vị trí khác nhau và luôn thành công xuất sắc trong mọi công việc. Bước sang năm 2021, tuổi Dậu là con giáp được trời ban nhiều phước lành, may mắn sau Tết. Tử vi tuổi Dậu 2 tháng sau Tết, về phương diện công danh sự nghiệp, nhờ có các tinh lộc quân hỗ trợ, tuổi Dậu đạt không ít tiến triển trong sự nghiệp, tài năng của bản mệnh có cơ hội phát huy được cấp trên coi trọng, đồng nghiệp cùng nhau hợp tác hài hòa, ít cạnh tranh hơn dù có mâu thuẫn nhưng cũng không lớn. Đồng thời năm nay, cơ hội đi xa công tác cũng rất lớn, tuổi Dậu cần nắm bắt cơ hội để nâng cao, phát triển bản thân, như vậy mới có thể đảm bảo cho tương lai còn thăng tiến xa hơn. Có thể nói, bước sang năm Tân Sửu, bản mệnh gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Khi vừa có quý nhân vượng, lại thêm bản mệnh được tỷ kiên thôi thúc, sức phấn đấu vô cùng mạnh mẽ, mưu sự dễ thành, làm ăn thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư đều có thể thắng lớn. Đã vậy, bộ đôi tinh tú Bạch Hổ và Phi Liêm ví như hổ mọc thêm cánh, dù rằng phải đối đầu với nhiều thử thách và khó khăn,
nhưng sau tất cả, sự nghiệp thăng tiến như phú bão. Đồng thời, thiên ấn mang đến nhiều cơ hội thăng tiến, tốt cả cho người làm trong cơ quan nhà nước và cả tư nhân. Quý nhân tam hợp nâng đỡ, bản mệnh có thể phát huy tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tham vọng, thăng tiến mãnh liệt, theo đó hiệu suất công việc tăng, cao hoàn thành, xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức. Tỷ kiên vừa xuất hiện, vừa thôi thúc tinh thần phấn đấu, vừa gia tăng sức chịu đựng bền bỉ, phù hợp cho những ai đã và đang trên con đường khởi nghiệp. Dù có thời điểm bản mệnh phải chịu tác động của ngũ quỷ đại diện cho thế lực ngầm che phủ lý trí, điển hình là những khó khăn khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá, người tuổi Dậu vẫn kiên định mục tiêu, tỉnh táo ứng biến, thu về kết quả đầy sức thuyết phục. May mắn còn có sao Lộc Huân, còn có thúc đẩy sự phát triển. Bên cạnh đó, sao Giải Thần giúp giải trừ vận xui trong chuyện tình cảm. Để nâng cao sự nghiệp, tài vận và cát khí thì bản mệnh hãy sử dụng pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân luôn ganh ghét, rình rập xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở và giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.